Thưa quý vị, chiến thắng Đồn Dốc Hải Vân Quan vào tháng 9 năm 1952 là sự kết hợp giữa hoạt động quân sự và hoạt động chính trị, đặc biệt thể hiện được sự gan dạ mưu trí của bộ đội Cụ Hồ. Và những chiến công của tiểu đoàn 59 ngày ấy cũng như dấu ấn của trận đánh Đồn Dốc trên chiến trường Đà Nẵng vẫn được hậu thế ghi nhận và lưu danh. Đồn Dốc được trang quyển xây dựng vào năm Bính Tuất 1826. Cuối năm 1946, khi trở lại xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã cải tạo Đồn Dốc thành một cứ điểm quân sự kiên cố, trấn giữ đỉnh đèo Hải Vân. Trong chiến dịch hè thu năm 1952, vào rạng sáng ngày 25 tháng 9, Đồn Dốc đã bị đại đội 6 và một trung đội của đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, liên khu 5 với sự hỗ trợ của du kích xã Hoài Liên tiến công diệt gọn trung đội lính Âu Phi. Trong trận chiến đấu này, tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Dương đã dùng thân mình nối dài thang để đồng đội trèo lên dùng pháo thủ tấn công lô cốt địch, tạo điều kiện cho các mũi xung phong tiêu diệt đồn. Đồng chí cùng 6 đồng đội đã hy sinh. Ông Huỳnh Năm, cựu chiến binh tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, liên khu 5, nay đã 90 tuổi, nhưng những ký ức về trận thắng Đồn Dốc Hải Vân Quan ngày nào của chính ông và đồng đội mình một thời vào sinh ra tử vẫn vẹn nguyên. Họ đã trả sợ gì hết trơn, trả sợ chết thì trả sợ, cứ là quyết tâm phải làm cho được hoàn thành cái nhiệm vụ của mình chứ. Trả sợ gì hết trơn, lạ thật hồi đó như thế á. Hầu đó là quần áo sắm mặc cái đường hoàng mà nó không có cái gì đâu thích tên thế này mà cầm bọc phá gọi là bọc phá ống á, bọc phá ống này bước vào đánh đấy, một thủ pháo đẹp đấy nè, leo lên nếu vào đó không có sợ gì trơn. Hầu đó thế nào nó chẳng nghĩ cái gì đằng sau bản thân của mình nghĩ cái nhiệm vụ trên giao. Trong kháng chiến chống Pháp tới năm 1947, quân và dân ta cũng đã có nhiều chiến thắng, lập được nhiều chiến công, tuy nhiên phần lớn là những trận đánh phục kích, vận động chiến. Riêng trận chiến Đồn Dốc Hải Vân Quan vào tháng 9 năm 1952 là lần đầu tiên quân ta đánh công kiên. Về mặt nghệ thuật quân sự, chiến thắng Đồn Dốc Hải Vân Quan thể hiện bước tiến trong phương diện hình thức tiến công địch của quân đội ta. Trận Đồn Dốc Hải Vân Quan năm 1952 nó còn thể hiện một cái nghệ thuật chiến tranh nhân dân, có một sự kết hợp giữa lực lượng của tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, chủ lực quân khu 5 với lại cái lực lượng dân quân địa phương của các xã lân cận ở khu vực Hải Vân như là Hòa Liên, như là Hòa Hiệp, và rõ ràng là nhờ cái sự kết hợp này mà đã tạo điều kiện để chúng ta giành được cái chiến thắng. Trận chiến này còn thể hiện đậm nét hình ảnh của người lính lực lượng vũ trang nhân dân chủ chốt là những người lính Cụ Hồ, không chỉ gan dạ, dũng cảm mà còn hết sức mưu trí, tiêu biểu là tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Dương. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Dốc ngày 25 tháng 9 năm 1952, 25 tháng 9 năm 2022 là dịp để ôn lại một trận đánh trên đỉnh đèo Hải Vân thực Pháp, để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiểu đoàn 59, trung đoàn 803 quân khu 5 nói riêng và toàn quân nói chung hôm nay càng thêm trân quý lịch sử hào hùng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lực lượng đồng cốt cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên.